nhắm mắt được. Dì Lưu, dì đừng nói vậy. Này, được rồi. Đừng để vết thương dính nước. Cô cũng nên nghỉ ngơi sớm. Hẹn gặp cô ở quán cà phê trưa mai. Nếu cô dám đến, tôi sẽ đưa ảnh của cô đi cùng chú hai gửi tới báo chí. Hạ Nhiễm Nhiễm. Sao lại đến đây một mình? Nhân vật chính của cô đã biến mất. Cứ nói thẳng đi. Giữa chúng ta không cần phải quanh co. Sao phải vội thế? Thật thú vị. Tất nhiên là phải nói chuyện từ từ. Này, cà phê tôi gọi cho cô. Cô muốn nói gì? Nói đi. Tôi muốn cô thề không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh Tần Trạch. Nếu không, tôi sẽ công khai hình của cô. Chỉ có vậy thôi sao? Nhưng tôi và Hoắc Đình Châu, chúng tôi vô tội. Tôi không quan tâm cô có trong sạch hay không. Chỉ cần có ảnh làm chứng. Không sợ người khác không tin. Yên tâm đi. Tôi không thích rác tái chế. Tôi cũng sẽ không nói chuyện với Tần Trạch nữa. Có liên quan gì không? Nhưng miễn là cô không biến mất trong một ngày, anh Tần Trạch sẽ không quan tâm đến tôi. Vì vậy, tôi muốn biến cô thành một kỹ nữ. Hàng vạn người ngủ qua đường. Ý cô là sao? Tôi biết cô không tin tôi. Vì vậy, một cái gì đó tôi đặt hàng cho cô sẽ không uống. Nhưng nước miễn phí. Cô uống đi. Tống Huyền Ninh à, Tống Huyền Ninh. Cô nói tôi nên khen cô thông minh. Hay là nên khen cô ngu ngốc? Cô đã cho gì vào nước? Chị gái tốt của tôi. Hãy thưởng thức. Món quà tôi đã chuẩn bị cho cô. Tổng giám đốc Choi, tôi đã mang người đến cho anh. Đồng ý với hợp đồng của Hạ gia. Yên tâm. Miễn là tôi hài lòng. Hạ gia các ngươi không thể thiếu lợi ích. Vậy thì chúc ông vui vẻ nhé Hoan Lạc. Là anh buông tôi ra, buông ra. Lần trước ngươi hại ta ở viện một tháng, cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi. Ta cảnh cáo ngươi, chồng tôi là Hoắc Vũ An, ngươi mau thả ta ra. Hoắc Vũ An, hắn chỉ phàm phu tục tử, cô nghĩ anh ta có thể làm được gì? Ta nói cho biết, cho dù Hoắc Đình Châu có đến đây cũng không thể. Nóng quá, nóng bỏng. Anh buông tôi ra, cứu với, kêu đi. Phòng này cách âm cô cứ kêu đi, sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Buông tôi ra, buông tôi ra. Nguyễn Linh, chú nhỏ. Thôi Thạch Lỗi, ngươi dám động đến nữ nhân của ta. Muốn chết à? Không, sao lại là anh? Tôi nói cho anh biết, cô gái này là người khác tặng cho tôi, chẳng liên quan gì đến anh cả. Ra khỏi đây ngay, ra khỏi đây ngay. Giang Thành còn không có người nói với tôi như vậy. Xem ra, bài học lần trước cho anh vẫn còn quá ít. Đưa anh ta xuống. Không phải hắn thích chơi sao? Hãy để hắn chơi tới bến đi. Đừng lo, sếp. Tôi sẽ chơi với hắn đến khi hắn không bỏ được. Không, 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 Hoắc. Tôi có mắt mà như mù. Tôi xin lỗi anh. Anh tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi sẽ... Hoắc Tổng, Hoắc Tổng. Đừng sợ. Tôi sẽ đưa cô về nhà. Sao nóng thế? Em nóng quá. Khó chịu quá.
Ngươi, anh làm gì vậy? Là liều thuốc giải độc của cô. Không được. Chú là chú nhỏ. Không được. Tống Uyển Ninh, ta không phải là chú của cô. Anh là chồng của em. Đừng sợ. Anh đi đi. Nếu em ở bên anh, đêm nay anh sẽ đưa em ra khỏi Hoắc Vũ An, trả về. Xin lỗi, tôi không thể hứa với anh. Tại sao? Anh có điểm nào kém Hoắc Vũ An? Anh ở đâu cũng được. Các bạn hãy vào kênh Lệ Tối Review để xem nhiều phim hay hơn nhé. Rõ ràng là vợ mình. Làm như ăn cắp ấy. Để dì Lưu pha trà gừng cho cô. Nhớ uống sau khi ra ngoài. Hoắc Đình Châu. Hoắc Đình Châu. Tôi ước gì tôi đã gặp anh sớm hơn. Vui vẻ chứ? Khi anh chạm vào người phụ nữ của tôi, không phải rất kiêu ngạo sao? Ai đại ca? Sếp bình tĩnh. Đừng giết người nữa, không dễ khai báo. Cứ để hắn nằm cả đời đi, để tránh gây tai họa cho người khác. Hiểu rồi sếp, đưa anh ta vào tù lần nữa. Chăm sóc tốt cho anh ta. Vâng sếp, hãy thành thật với tôi. Nóng quá. Ngươi, đừng tới đây. Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào cô. Anh làm gì ở đây? Đây là phòng của tôi và Hoắc Vũ An. Không được đâu, đừng vào. Làm thế nào? Sợ Hoắc Vũ An biết, đêm qua chúng ta, đừng nói nữa. Cho dù cho hắn biết, hắn ta cũng sẽ gửi cho tôi ngay lập tức. Cô không muốn trở thành phụ nữ của tôi sao? Có rất nhiều phụ nữ ngoài kia thích anh. Anh nên tha cho tôi đi. Ngươi cô, cưới tôi, hoặc là hắn. Có gì khác nhau không? Sao anh có thể nói thế? Tống Uyển Ninh, sớm muộn gì cô cũng là của tôi. Hoắc Đình Châu, anh điên rồi. Tôi không điên. Tống Uyển Ninh, thật ra tôi mới lạ. Nghe rồi. Uyển Ninh, tôi đã tìm ra vị trí của Hạ Nhiễm Nhiễm. Cô ta dám bắt nạt cô, chúng ta cùng đi thu dọn cô ấy. Được, tôi sẽ đến ngay. Hạ Nhiễm Nhiễm. Tống Uyển Ninh, ngươi dám đánh ta? Hạ Nhiễm Nhiễm, chúng tôi đã đánh cô. Tống Uyển Ninh, mày dám làm thế với tao à? Tần Trạch sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Hạ Nhiễm Nhiễm. Trước đây tôi không muốn so đo với cô. Tôi nghĩ rằng tôi dễ bắt nạt. Chị họ. Chị họ, chị có thể thả tôi ra không? Chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Cô gửi tôi đến giường của lão già hói đầu đó. Sao cô không nghĩ đến việc tha cho tôi? Tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Bây giờ tôi sẽ đánh cô, có phải cũng là hiểu lầm không? Thôi đi, các cô muốn làm gì vậy? Uyển Ninh, làm thế nào cô lại đánh Nhiễm Nhiễm? Buông ra, nếu không tôi sẽ đánh cả anh. Tôi không thể nhìn cô, em gái mình. Anh Tần Trạch, cuối cùng anh cũng tới. Nếu không, em sẽ bị chị gái của mình đánh chết rồi. Hạ Nhiễm Nhiễm cho tôi hạ mê dược, đưa tôi lên giường thôi Thạch Lỗi. Muốn để tôi bị xúc phạm, cô ấy không đáng đánh sao? Anh Tần Trạch, không phải thế, là chị gái. Im đi. Nhiều năm như vậy, tôi không biết cô ấy là ai sao? Hạ Nhiễm Nhiễm, cô làm tôi thất vọng quá.
tôi không nghĩ đến trái tim cô lại ác độc như vậy. Không phải thế. Anh Tần Trạch, tất cả là vì em yêu anh quá nhiều. Im đi. Lời của cô, tôi sẽ không tin một lời nào nữa. Anh Tần Trạch, anh buông tôi ra. Tần Trạch buông tôi ra. Điều tôi hối hận nhất đó là buông cô ra. Lần này, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa. Ngươi. Uyển Ninh, đừng gọi tên tôi thấy ghê tởm. Anh nói anh ghét Hạ Nhiễm. Thấy cô ấy bị bắt nạt còn không phải ra mặt bảo vệ, tôi không có. Anh chỉ là một tên khốn nửa vời. Cả hai đều muốn, cả hai đều luyến tiếc, lại người như anh. Ngay cả Hoắc Vũ An cũng không bằng. Uyển Ninh, Uyển Ninh. Đừng uống nữa. Sao anh lại tới đây? Đến uống rượu với tôi à? Lại đây. Hôm nay tôi và chú uống không say không về. Cô vẫn còn đau lòng vì Tần Trạch à? Tôi đã bỏ anh ta lâu rồi. Lại đàn ông lăng nhăng như vậy, tôi không thích. Vậy tại sao cô lại buồn mà uống bia? Tôi không tiếc cho anh ấy. Tôi thấy tiếc cho bản thân mình. Tuổi trẻ tốt cho chó ăn. Có thể không buồn sao? Vậy thì đừng buồn. Để tôi nói cho cô biết một bí mật. Được rồi. Anh có bí mật à? Nói đi. Thật ra người mà cô sẽ kết hôn không phải Hoắc Vũ An, là tôi đây. Vớ vẩn. Tôi đã kết hôn. Uyển Ninh, hãy nhớ người mà cô sẽ kết hôn là tôi đây. Anh mới là chồng chính thức của em. Đủ rồi. Đừng uống nữa, ngủ tiếp đi. Không, tôi muốn uống. Nhị gia, tôi có thể chuẩn bị cho anh không? Không cần đâu. Tối nay tôi sẽ ngủ với cô ấy, thật tuyệt vời. Tôi sẽ đi thông báo tin tốt này, nói với phu nhân. Hoắc Đình Châu, sao anh lại ở trên giường của tôi? Cô đã gọi tôi là gì? Tôi. Sao anh lại ở trên giường của tôi? Tống Uyển Ninh, cô có còn nhớ không? Tối qua tôi đã nói gì với cô? Tôi nhớ tối qua tôi đi uống rượu. Sau đó. Phía sau thì không nhớ. Cô đã uống thuốc phiện. Bây giờ anh vô đạo đức. Tôi là gian thương. Ngươi là trưởng bối khi dễ vãn bối. Tôi là gian thương. Anh đang nói dối đấy. Bức ảnh này không phải là thật. Tôi là gian thương. Ngoại trừ câu nói này, anh còn nói gì nữa không? Tôi là gian thương. Đó là lý do tôi bắt nạt cô. Nếu cô không phục, vậy thì sẽ không có ai giúp đâu. Anh không sợ Hoắc Vũ An biết? Anh nghĩ tôi sợ hắn sao? Vậy tôi sẽ nói với Hoắc phu nhân. Cô ấy ước gì chúng ta ở bên nhau. Tôi chưa bao giờ thấy nó, thật là một tên vô liêm sỉ. Nghĩ kỹ đi. Đêm qua, tôi đã nói gì với cô? Nếu không, ngày nào tôi cũng ngủ với cô. Nhị gia, Vũ An thiếu gia đã tới, nói là muốn gặp ngài. Hình như vậy. Vậy tại sao chúng ta sẽ ngủ trên cùng một chiếc giường? Tôi sẽ hỏi cô điều này. Tối qua tôi đã có lòng tốt đưa cô về nhà. Ngươi sắc tâm nổi lên đối với ta vừa hôn vừa ôm, còn bắt tôi ngủ với cô. Không thể nào. Anh là một người đàn ông vĩ đại, sao tôi có thể ép buộc anh được? Cô chính là người phụ nữ tôi muốn cưới. Cô ép tôi ngủ với cô. Tại sao tôi phải từ chối? Có lý đấy. Tôi không thể phản bác.
Cái gì đây? Bảo hành. Bên A Hoác Đình Châu. Bên B Tống Nguyên Ninh phải phục tục bên A. Nếu không, bên A sẽ công khai hình ảnh để trừng phạt. Và cả ảnh nữa. Bây giờ có. Chết tiệt. Hoắc Vũ An về rồi. Nếu hắn thấy hai chúng ta ở bên nhau, tôi phải ăn nói thế nào đây? Ở yên đó. Không có lệnh của tôi. Không được ra ngoài. Đừng để chuyện hôm qua xảy ra, nói đi. Vậy thì phải, nhìn cô kia. Chuyện gì? Chú hai. Có muốn cháu đi, chào gì hai không? Cô ấy đã phạm sai lầm. Suy nghĩ trước bức tường. Chú. Di hai còn nhỏ. Chú không cần phải nghiêm khắc với dì ấy và lấy vợ về. Chính là đau đấy. Phải không? Vậy có muốn không? Lấy cho cháu một người vợ không? Không, không, không. Vậy thì quên đi. Lần này cháu chủ yếu đến là muốn hỏi chú về hợp đồng này. Nhiều chỗ không hiểu, chú xem giúp cháu nhé. Nơi này, đó là một cái bẫy, chú ý sau nhé. Ừ, còn nữa. Hoắc Vũ An cứu mạng, ta bị chú hai người nhốt lại. Anh có thể đáng tin cậy một lần không? Tống Nguyễn Ninh. Chú, công ty cháu còn phải đi trước một chút. Hợp đồng. Hoắc An, sau này có chuyện, đến công ty tìm chú, đừng đến đây. Được rồi. Đi rồi. Dì hai. Chúc dì và chú hai hạnh phúc. Khi hai người kết hôn, nhớ gọi cháu nhé. Cháu sẽ mang theo quà đến. Dì hai nói gì? Hoàn toàn không nghe rõ. Dì hai. Cháu và chú sẽ ổn thôi. Cháu chúc phúc cho hai người. Tạm biệt. Chào. Hoắc Vũ An quay lại đây. Cứu tôi với, chú của anh điên rồi. Hoắc Vũ An, anh quay lại đi. Này. Cháu chúc dì và chú hai hạnh phúc. Hai người là một đôi trời sinh. Ai vậy? Vợ mình cũng mặc kệ. Rác rưởi. Nếu bây giờ cô nhảy xuống, có thể giữ Hoắc Vũ An lại. Hoắc tiên sinh, anh xong việc rồi. Giờ như thế nào? Mới chịu buông tha tôi, Hoắc Vũ An để tôi. Có toàn quyền lo việc của mình. Điều này đại diện cho sự do của cô nằm trong tay tôi. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Cái gì? Chị dâu đã từ chối anh. Không phải chứ. Giang Thành còn có nữ nhân có thể cự tuyệt ngươi. Đại ca. Không phải là anh không có sức hấp dẫn chứ. Nếu không chị dâu. Đại ca. Anh thật sự không thú nhận với chị dâu sao? Không. Không phải chứ. Anh đã lừa dối cô ấy 2 tháng rồi. Này, chị dâu này đã biết sự thật. Cô ấy sẽ không nổi giận sao? Nói không chừng còn có thể ly hôn với anh. Nàng dám. Có dám là lần thứ hai không? Điều này chủ yếu ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nếu không chúng ta sẽ làm theo kế hoạch. Để chị dâu yêu sếp trước đã. Và sau đó thú nhận. Sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ là được. Nhưng lão đại con chó độc thân vạn năm này. Có theo đuổi con gái không? Không, anh bạn. Hỏi tôi đi. Tôi. Một tay chơi nổi tiếng ở Giang Thành. Tôn Hữu Gia. Giá trị cảm xúc phải không? Đuổi theo nhẹ nhàng. Sao rồi sếp? Nói đi. Sếp đúng rồi. Trước hết chúng ta. Xuất hiện đầu tiên, tuyệt vời.
trợ lý xe hơi và một cặp kính đẹp nữa. Từ vẻ bề ngoài trước mê đảo chị dâu. Đi, đưa em đi ăn tối. Ừ, Hoắc tiên sinh. Đã khuê như vậy rồi, đeo kính làm gì? Không quan trọng. Điều quan trọng là, trước khi ăn tôi muốn tặng cô một món quà. Thứ hai, bó hoa phải đẹp. Kích thước vừa đủ để ôm, như vậy mới thỏa mãn. Cô gái hiển thị trái tim. Tốt hơn nên chơi một vài bản nhạc lãng mạn. Đó sẽ là tuyệt sát. 19 bông. Có thể đại diện cho cả hai chúng ta, mãi mãi vĩnh cửu. Đại diện cho tình yêu. Nhưng tôi bị dị ứng phấn hoa. À, sao đột nhiên anh ta lại hát vậy? Vứt hoa đi. Không thích thì không cần. Đi ăn đi. Hoắc tiên sinh, dị ứng thật sự rất khó chịu. Để lúc khác đi. Vậy để lúc khác. Tạm biệt. Xếp sao rồi? Có bắt được không? Trái tim của chị dâu đâu? Chị dâu anh bị dị ứng phấn hoa. Đang tiêm. Tai nạn chỉ là tai nạn. Phải không? Đại ca. Anh ta không biết đâu. Chị dâu sẽ bị dị ứng. Nếu không cho hắn một cơ hội, lấy công chuộc tội. Ôi, sếp. Không được đâu. Còn chiêu nào khác không? Tôi có một cách. Đảm bảo sẽ làm chị dâu động lòng. Thật đấy. Tất nhiên. Hơn cả ngọc trai. Tôi sẽ tin anh một lần nữa. Ừ, chúng ta thế này. Mệt mỏi quá. Đừng đi làm nữa. Anh nuôi em mà. Hoắc tiên sinh, sao anh lại vào phòng tôi? Và ăn mặc như thế này. Cũng không phải chưa từng thấy qua. Lần trước vào phòng tôi cũng không tắm. Đó là một tai nạn. Có ai giống như anh không? Không mặc quần áo vào phòng. Bạo lực. Đừng ngại giữa chúng ta. Tôi không xấu hổ. Tôi không thích. Anh ra ngoài đi. Không thích. Tôi không đủ khỏe. Anh có dáng người đẹp hay không? Không liên quan đến tôi. Làm ơn, anh có thể bình thường một chút không? Thử thêm hai lần nữa xem. Đừng. Chị dâu, một trưởng này. Nội lực thâm hậu à. Sếp có đau không? Anh nói có đau không? Không phải chứ. Mỹ nam kế cũng không có tác dụng. Anh nói gì? Không. Tôi nói sếp, anh có phải hay không? Lâu rồi không tập. Biến thành chó tốt rồi. Ôi, nhầm rồi. Đừng giận mà. Tôi dự định, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với ông cụ. Gửi anh đến các mỏ phía nam. Thôi nào sếp. Tôi cố gắng hết sức vì ai? Không phải tất cả là vì anh và chị dâu sao? Nếu anh đưa tôi đến Nam Phi, ai cho ngươi làm quân sư bảy mưu tính kế? Cảm ơn anh đã cố gắng. Làm hại Uyển Ninh còn tưởng rằng tôi không bình thường. Có vẻ như phương pháp thông thường là vô dụng. Nhưng tôi có ý này. Không biết có ích gì không? Khác thường. Nói đi. Hoắc tiên sinh hôm nay phải dự tiệc. Ăn mặc thật lộng lẫy. Không. Hôm nay cùng
viên kim cầu tập đoàn Trần Thị có một cuộc hẹn. Tôi sẽ không quay về ăn trưa. Vậy chúc anh hẹn hò thành công. Tôi đi làm đây, tạm biệt. Đây, nó thực sự hữu ích. Ở đây, anh đang cố gắng để trở nên tốt hơn, phải không? Này, anh bạn. Thẩm Nam Tịch kia hình như đã về nước rồi. Anh có biết không? Phải. Như thể lần này cô ấy quay lại. Chúng ta sẽ không quay lại. Không phải hôm nay cô ấy có hẹn với sếp. Phải không? Phải. Nhìn kìa. Còn cả đăng ảnh lên mạng xã hội. Này cô Tống, nhìn kìa. Thẩm Nam Tịch này, nhưng đại mỹ nữ Giang Thành của chúng ta. Cô thấy thế nào? Đẹp quá. Một cô gái xinh đẹp. Hình như, đúng là trai tài sắc. Không có gì sai sao? Cô không có gì để nói cả. Không phải như các anh nói, được chứ? Giờ thì sao? Tôi cũng không biết. Đại ca, phải làm gì? Hứa tiên sinh, chị dâu gọi tôi. Tôi cúp máy đây, này. Anh cứ đợi đấy. À, cô Tống. Tôi đã thay đổi ý kiến của anh xem lại đi, được. Hứa tiên sinh. Có chuyện gì vậy? Bức ảnh vừa rồi. Cho tôi xem lại được không? Có thể thấy được. Đừng nói nữa. Gửi đi. Sao đột nhiên cô Tống quan tâm đến ảnh? Cô Thẩm này, liên quan gì đến Hoắc tiên sinh? Ngươi, cô không thấy có gì sao? Cô không có gì để nói sao? Có gì sai đâu? Trông không đẹp sao? Ồ phải, nhìn này. Trông đẹp đấy. Cô làm trước đi. Sếp hình như xong đời rồi. Gọi cho sếp đi. Lại đây. Lần trước là nhờ anh đưa tôi đến bệnh viện. Nếu không tôi cũng không biết phải làm gì. Không sao, từ nhỏ tôi đã coi cô là em gái. Nên tôi sẽ trả lời điện thoại. Được. Ý anh là sao? Chị dâu không có phản ứng gì với bức ảnh, hơn nữa còn khen Thẩm Nam Tịch là đại mỹ nữ. Chị dâu hình như đối với anh hoàn toàn không có hứng thú. Bọn họ là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn có hôn ước, nhưng cuối cùng thì không. Cô Thẩm đã ra nước ngoài 5 năm trước. Đúng vậy, lần này Thẩm Nam Tịch trở về. Chúng tôi cũng không biết cả hai sẽ không. Tình cũ không rũ cũng tới, ôn lại mộng cũ. Anh nói về cô ta đi. Thì ra là vậy. Tống tiểu thư ghen rồi sao? Hoắc tiên sinh là trưởng bối của tôi, sao tôi có thể ghen chứ? Cô Tống, lão đại chỉ lớn hơn cô vài tuổi, và cô nghĩ anh ta là trưởng bối sao? Không phải với sếp. Thật thiếu tôn trọng. Phải, làm lão đại đau lòng quá đi. Anh không hiểu đâu, đó không phải là vấn đề tuổi tác, đó là vấn đề bối phận. Có chuyện gì vậy? Cô Tống, tôi không quan tâm. Họ là thanh mai trúc mã. Đáng lẽ phải là ông trời tác hợp chứ. Tôi chỉ là một đứa trẻ, có gì phải bận tâm chứ. Không kịp. À, bản thiết kế đã được giao cho anh rồi. Có vấn đề gì sau này, liên hệ với tôi. Tôi đi đây. Anh nghĩ sao? Anh nhìn bằng mắt. Tôi cũng cảm thấy có triển vọng. Gọi sếp đi. Gọi cho sếp đi. Vừa mới, cô ấy đặc biệt hỏi tôi, mối quan hệ của hai người. Điều đó nói lên điều gì? Cô ấy ghen. Đó là một dấu hiệu tốt. Ngươi nhất định phải thừa thắng xông lên. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Thẩm Nam Tịch. Nhưng sếp, anh đối với Thẩm Nam Tịch tôi không hứng thú. Đừng có vặn vụng sau lưng. Không công bằng với chị dâu, phải không thể là một tên cặn bã. Yên tâm, tôi vẫn luôn coi Thẩm Nam Tịch là em gái mình. Được rồi. Cố lên.
Xin giới thiệu, đây là Thẩm Nam Tịch, bạn tôi. Tối nay, chúng ta sẽ ăn tối ở đây. Chào cô Thẩm, tôi là Tống Nguyên Ninh, tôi là... Mượn ở Hoắc gia. Xin chào cô Tống. Vậy hai người nói chuyện trước đi, tôi phải về phòng trước. Nhưng sắp ăn rồi. Không sao. Để cô ấy yên. Tôi đã ăn tối. Mọi người ăn đi. Này, cô Tống này, đó là người anh thích. Cô thật thông minh. Chúa ơi, anh dùng tôi để kích thích cô ấy. Cẩn thận thông minh lại bị thông minh hại. Thật là... Này, nếu nói như vậy, cô ấy rõ ràng rất buồn, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Với tính cách của cô ấy, bị kích thích, không chỉ không tiết lộ, thay vào đó là chạy trốn. Vậy thì sao? Đúng là bị cô nói trúng rồi. Để tôi xem, anh Hoắc Vũ An, khi nào chúng ta có thể ly dị? Hoắc Vũ An? Đó không phải là tên của cháu trai anh sao? Sao cô ấy lại gọi anh như vậy? Đó là một sự hiểu lầm. Vì vậy, anh không chỉ kích thích cô ấy, anh lừa dối cô ấy 2 tháng. Đừng nói to quá, đừng để cô ấy nghe thấy. Ôi chúa ơi! May mà tôi phát hiện sớm hơn, anh đúng là đồ ngốc. Nếu không tôi sẽ cưới anh, sớm muộn gì tôi cũng bị anh làm cho tức chết. Tôi sẽ thú nhận với cô ấy. Đừng, đại ca. Bây giờ anh đi đâu? Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Anh nên đợi cô ấy trước. Bình tĩnh lại rồi nói sau. Giờ thì sao? Tôi sẽ thay anh trước. Giải thích mối quan hệ của tôi với anh. Cứ cho là vậy. Trước khi trả lại, đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng anh đã nói dối cô ấy, còn phải tự mình nói ra. Tức chết đi được. Tôi không ăn. Đừng gọi tôi. Thẩm tiểu thư có chuyện gì sao? Cô Tống, tôi muốn nói chuyện với cô. Chuyện về Hoắc Đình Châu. Tôi không quen Hoắc tiên sinh. Tôi không biết có gì để nói. Cô Tống, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Vậy cô nghĩ Hoắc Đình Châu anh ấy thích tôi đúng không? Để tôi nghĩ đã. Tôi nghĩ về gì người ngoài nói. Nói hai chúng tôi thanh mai trúc mã. Gần như đã kết hôn 5 năm trước, phải không? Chẳng lẽ tin đồn không đúng sao? Thanh mai trúc mã đúng là đúng. Nhưng mà anh ấy không thích tôi. Chỉ coi tôi là em gái. Tôi cũng vậy. Hết. Vậy anh ta bảo cô đến đây. Hắn cố ý. Anh ta chỉ muốn cô ghen thôi. Tôi không tin cô không thấy anh ấy thích cô. Tôi. Cô không cần phải nói với tôi. Đây là chuyện giữa hai người. Tôi cũng thấy thế. Thật ra cô vẫn thích anh ta. Tôi chỉ không muốn hai người hiểu lầm rồi. Càng đi càng xa. Không có sự hiểu lầm giữa chúng ta. Nói đi, tôi có một cái chuyện của Hoắc Đình Châu, cô có muốn nghe không? Tin đồn gì? Đừng nhìn Hoắc Đình Châu bình thường một bộ tổng giám đốc bá đạo, nói một ai, thật ra thì anh ấy chưa từng yêu ai cả. Đúng vậy, anh ta là một người nghiện công việc, một bà mẹ độc thân. Này, có vẻ như một số người sợ tôi nói sai, khiến cô không vui, lên đây gấp gáp đuổi tôi đi. Tôi xuống ngay đây. Nói ít thôi. Nhưng mà, cô phải trân trọng người xung quanh. Đẹp trai như thế này. Còn lại là trai tân, chủ tịch ngu ngốc khó tìm. Cố lên. Tống các bạn hãy vào kênh Lệ Tổ Chuyện Yêu để xem nhiều phim. Chẳng lẽ hắn muốn thổ lộ? Vậy chúng ta cùng nói chuyện nhé. Tôi sẽ bắt đầu đếm ngược. 3 2 1
Em thích anh đã nói dối em. Anh nói gì? Lừa tôi. Sao anh lại nói dối tôi? Cả đời tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối. Tôi... Nếu là chuyện của Thẩm Nam Tịch, tôi có thể tha thứ. Không phải chuyện của Thẩm Nam Tịch. Em còn nhớ không? Chuyện hôm đó say à? Không phải đâu, ngày hôm đó. Thật ra anh đang cố gây rối với tôi, còn vu oan cho tôi nữa. Em uống say đến mức ngất đi. Anh không có làm, em không cảm nhận được sao? Cũng đúng. Đó là gì? Thật ra hôm đó anh đã nói với em rồi. Thật ra anh chính là chồng em. Sao tôi không hiểu? Chồng tôi không phải Hoắc Vũ An sao? Sao em ngu thế? Đừng gõ. Anh đứng thứ hai. Những gì Hoắc gia nói, nhị thiếu gia và nhị gia, không phải anh Hoắc Vũ An, em hiểu chứ? Là anh. Người đã nhắn tin cho tôi. Là anh đây. Đứng trước cửa phòng tôi vào ban đêm, người nói chuyện. Là anh đây. Nói tôi là người mà ông trời đã tạo ra. Anh cũng vậy. Tôi đã nói sao lại trùng hợp như vậy? Thì ra anh mới là nhị thiếu. Hiểu rồi. Vậy khi nào thì anh biết? Đó là lần em bị sốt. Đó là 2 tháng trước. Vậy là anh đã biết em là vợ anh, nhưng không nói gì cả. Hoắc Đình Châu, anh muốn em vui vẻ, phải không? Anh không yêu cầu em, anh chỉ không cần em. Vậy sao anh không nói? Thực ra, anh thừa nhận. Lúc đầu không nói, dù sao cũng là hôn nhân bề ngoài. Anh không biết sự thật, cũng tốt. Sau đó thì sao? Sau đó tại nhà hàng, anh muốn nói với em, vô tình công ty lại có chuyện. Vì em chỉ là vợ danh chính ngôn thuận. Vậy anh có thể nói với em ngay bây giờ, ngày hôm đó rốt cuộc đi đâu? Làm thế nào? Bây giờ em vẫn không đủ tư cách để biết, phải không, Hoắc tiên sinh? Nguyên Đinh, em đừng như vậy. Trả lời em đi. Được. Là Thẩm Nam Tịch vừa về nước. Cô ấy không quen bệnh viện nội địa. Anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Không ngờ lại chậm trễ. Vì vậy em không chỉ bị che giấu bởi anh, luôn là lựa chọn trong tình cảm. Anh không phải. Anh chưa từng thích Thẩm Nam Tịch. Anh giúp cô ấy chỉ vì hai chúng ta, thế sao? Em không tin. Anh đã lừa dối em quá lâu, đã đối xử với em như một kẻ ngốc. Những gì anh nói bây giờ, em sẽ không tin một lời nào. Anh thừa nhận là anh sai. Nhưng hôm đó em đã say, anh đã nói sự thật. Chính em đã quên. Vậy ý anh là tất cả là lỗi của em? Không. Vậy thì không cần giải thích. Và ngày hôm đó còn nhân cơ hội nổi giận với em, Hoắc Đình Châu. Anh thật đáng ghét. Kinh tởm. Phải, em ghét anh. Cuộc nói chuyện thế nào rồi? Tôi định dọn ra ngoài trước, ở lại một thời gian. Hoắc Đình Châu lừa cô, đúng là anh ấy không đúng. Tôi đã nói về anh ta. Nhưng anh ấy cũng rất thích cô. Cô biết hắn lừa tôi về chuyện này mà. Anh ta chỉ không biết thôi, phải nói sao đây? Ngay cả Thẩm tiểu thư cũng biết. Chỉ có tôi không biết. Hãy nghe tôi giải thích. Cả đời tôi không muốn gặp lại anh. Nguyễn Ninh, hãy cho anh một cơ hội để giải thích.
đừng đuổi theo nữa. Để cô ấy bình tĩnh đã. Nhưng, đuổi theo ngay, nó chỉ làm cô ấy ghét anh hơn thôi, ngồi đi. Được rồi, tôi đã làm. Có quá đáng không? Chết tiệt, anh đã lừa dối người ta lâu như vậy, đổi lại là tôi, anh bị bắn vỡ đầu rồi. Tôi phải làm gì? Phải làm gì? Không liên quan đến tôi, anh vẫn trung thực, theo đuổi vợ của mình. Tôi nhớ rồi. Hình như cô thích cái xe trong gara của tôi. Rolls Royce Phantom phải không? Không, tôi muốn mượn anh. Anh không chịu à? Giúp tôi lấy lại Uyển Linh, để tôi tiễn cô. Ngồi đi. Còn tôi thì sao? Cũng không cần xe sang trọng. Chủ yếu là con người tôi. Giúp người khác làm niềm vui, đừng nói nhảm nữa. Anh đang theo đuổi ai đó. Anh phải biết, điều người ta quan tâm là gì? Tống tiểu thư quan tâm nhất là gì? Kiếm tiền trả lễ cưới. Anh cũng không bằng Tống Uyển Linh kia, thông minh đi đâu. Dối trá, tất cả đều là dối trá. Đàn ông là những con lợn lớn. Một câu cũng không thể tin. Này, đủ rồi, đừng uống nữa. Ngày mai không đi làm nữa. Đường, sao cô biết tôi ở đây? Cô Tăng, xin hãy giúp tôi. Uyển Ninh, đổi lại. Tôi sẽ cung cấp cho công ty của cô lệnh 100 triệu. Không quan trọng. Điều quan trọng là, rốt cuộc là ai khi dễ ngươi, làm hại ngươi hơn nửa đêm ở đây mua say. Hoắc Đình Châu đã lừa tôi. Anh ấy là người, Hoắc Nhị Thiếu đã kết hôn với tôi. Hắn đã biết sự thật từ lâu rồi, còn coi tôi là khỉ nữa. Hắn mới là Hoắc Nhị Thiếu. Vậy anh ta mới là người như vậy, người chồng thực sự của cô. Phải. Không tốt sao? So với gã ăn chơi đó, Hoắc Đình Châu rất đẹp trai, tốt cho cô. Cô quan tâm cái quái gì vậy? Vì anh ta đã lừa tôi. Và không phải một ngày hai ngày, mà là hai tháng. Nhưng cô đã bắt đầu. Không, 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 cho anh ta biết danh tính của cô. Đó là... Vậy hắn có nghĩ tới hay không? Tôi sẽ nói sự thật. Anh ấy nói anh ấy đã nghĩ. Nhưng vì những tai nạn, không thể nói ra được. Có thể, chính là thời gian càng lâu, càng không dám nói. Cũng có thể là sợ cô tức giận. Uyển Ninh, lừa dối làm người ta buồn. Nhưng... gặp một người để yêu, rất khó, rất khó. Đừng vì tức giận bỏ lỡ đúng người. Nhưng giờ tôi không biết nữa. Tình yêu của anh ấy là thật hay là giả? Vậy hãy chia tay một thời gian. Đến khi cô thấy rõ nội tâm, quyết định khác đi. Tôi chắc là anh ta sẽ không ép cô đâu. Nhưng Uyển Ninh, người ngươi lấy lại là Hoắc Đình Châu. Hạ Nhiễm Nhiễm nếu biết, chắc là sắp bị lệnh mũi rồi. Cũng là điều cô ấy muốn. Tống Uyển Ninh, sao cô lại sống tốt như vậy? Hoắc Đình Châu là của ta. Hoắc tổng, hôm nay Uyển Ninh không đi làm, điện thoại cũng không hoạt động, tôi sợ có chuyện gì đó không ổn với cô ấy. Cho người đi kiểm tra ngay. Đại ca, tôi vừa đi kiểm tra, giám sát trên đường đi làm của chị dâu, không thấy cô ấy. Tiếp tục tìm cho tôi. Cho dù đào ba thước đất, phải tìm ra người cho tôi. Dù em đang ở đâu, anh chắc chắn sẽ tìm thấy em. Đừng đánh nữa, tôi bị trói chết rồi. Hạ Nhiễm Nhiễm, sao lại thế? Cô đang làm gì vậy? Ngươi hại ta bị Tần Trạch từ hôn. Hạ gia cũng bởi vì Hoắc gia rút vốn và phá sản. Cô làm tôi mất tất cả. Đáng lẽ tôi phải tính sổ với cô. Oan có đầu nợ có chủ. Không làm hại cô, tìm tôi làm gì? Đó là lỗi của cô. Hay là vì cô lấy chồng thay?
Đáng lẽ tôi phải thế từ lâu rồi. Phu nhân của Hoắc Đình Châu, sao lại lưu lạc đến mức này? Sao cô biết được tôi cưới Hoắc Đình Châu? Cướp người đàn ông của tôi. Cô thật đáng ghét. Rõ ràng là người bức bách Dược để ta gả vào Hoắc gia, bây giờ lại giả bộ đáng thương làm gì? Hạ Nhiễm Nhiễm, cô còn biết xấu hổ không? Tất cả là lỗi của cô, im đi. Cô nói xem, nếu tôi hủy hoại cô, vị trí của bà Hoắc, có phải tất cả là của tôi không? Thôi đi. Hoắc Đình Châu, Nguyễn Ninh, đứng yên. Anh mà bước thêm bước nữa, tôi sẽ giết cô ấy. Hạ Nhiễm Nhiễm, cô muốn gì? Tôi muốn anh ly dị cô ấy, cưới tôi. Cưới cô? Phải. Người phụ nữ Hoắc gia muốn cưới lúc trước, đó là tôi. Đó là người phụ nữ xảo quyệt, mới thay thế tôi cưới anh. Cô nói đúng, cô ấy chỉ là Hoắc gia của tôi, chỉ là đồ trang trí cưới về thôi. Kết hôn với cô ấy hay là cưới cô, không phân biệt. Cái đó, tôi sẽ cho anh tất cả những gì phu nhân cần. Sẽ. Nhưng cô phải thả cô ấy ra trước. Anh đau lòng vì cô ấy, anh thích nó. Tống Huyền Linh này thật đáng ghét, tôi không có. Hóa ra chúng ta không thể lấy một phụ nữ cố tình làm tổn thương người khác. Nếu cô làm tổn thương cô ấy, tôi không thể cưới cô. Được, tôi nghe lời anh. Nhưng đừng hối hận. Hoắc Đình Châu ta giữ lời, nhưng cô phải thả cô ấy ra trước. Hạ Nhiễm Nhiễm, cô còn chờ gì nữa? Thả cô ấy ra, tôi sẽ cưới cô ngay. Tôi nghĩ, sao anh lại cưới tôi? Hạ Nhiễm Nhiễm, cô muốn gì? Tôi có thể cho cô tất cả. Ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi cùng chết. Tôi không còn gì nữa. Tất cả các người đều bị hại. Tôi không thể bình tĩnh, bởi vì anh và Tống Huyền Minh. Sao tôi lại rơi vào mức độ này? Tôi muốn Tống Huyền Minh chung cùng tôi. Hoắc Đình Châu, Hoắc Đình Châu, Hoắc Đình Châu, đi chết đi, chết hết đi. Anh ổn, đừng sợ. Lúc trước lừa em là anh sai. Đừng tức giận, gọi xe cứu thương đi. Hoắc Đình Châu, tỉnh dậy đi. Hoắc Đình Châu, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ không trách anh nói dối tôi. Chuyện nói dối em, Hoắc Đình Châu. Nguyễn Ninh, đừng khóc nữa, anh sẽ rất đau lòng. Anh tỉnh rồi, còn muốn ngủ thêm chút nữa. Có một kẻ ngốc khóc suốt, nó đánh thức anh dậy. Anh mới là kẻ ngốc. Này, đau quá, em xin lỗi, đã động vào vết thương của anh, để em xem nào. Em vừa nói không trách anh. Thật đấy, em không trách anh. Lại đây, gọi một tiếng chồng đi nào.